Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dụng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên kênh YouTube Tiến Dụng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chút, tôi là Nguyễn Văn Định. Tôi đến từ Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Hiện nay tôi đang làm admin của kênh YouTube Tiến Dụng Audio Sài Gòn. Tôi vào Sài Gòn vào những năm 2000 và tôi đã được đào tạo về lĩnh vực điện tử, thiết bị âm thanh. Và cho đến nay tôi đã có 20 năm kinh nghiệm học tập cũng như làm việc trong lĩnh vực thiết bị điện tử âm thanh. Tôi thường xuyên làm những video clip để hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ về những kinh nghiệm chơi âm thanh với anh em yêu âm thanh ở trên YouTube. Tôi thường làm những clip về hướng dẫn cách lựa chọn các dàn âm thanh nghe nhạc, các dàn âm thanh hát karaoke, cách lắp đặt những dàn âm thanh karaoke cũng như hướng dẫn cách cân chỉnh những thiết bị âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dụng để thường xuyên nhận được những video mới nhất do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dụng Audio Sài Gòn. Tiến Dụng xin chân thành cảm ơn.